ra. Tại sao lại quay lén tôi? Cái gì chứ, quay lén cậu? Tôi không có. Tôi thấy cậu ở trong phòng lâu quá, không có động tĩnh, tôi sợ cậu bất tỉnh, cậu có cần cấp cứu hay không thôi. Gọi cấp cứu hay lắm. Chở ông đi đi. Anh Nhất Toán, anh không có gì chứ? Ông không có gì. Nè, bây giờ tôi dùng tư cách chủ nhà cảnh cáo cậu nha. Từ nay nửa đêm nữa hôm không được giặt đồ lục tử ở đây, làm phiền người khác ngủ. Tôi thích nửa đêm giặt đồ đó, thì sao? Nè, tức là cậu đối đầu với tôi rồi. Cậu không đóng 2 tháng tiền nhà rồi, tôi sẵn sàng có quyền đuổi cậu đi đó. Tôi có tiền đợt đầu và tiền cọc ở chỗ của ông. Tôi thích chừng nào giặt thì chừng đó giặt, tức sao? Tôi không cho giặt là không cho giặt. Buông ra đi. Cô giỏi lắm. Nè, có phải tự chúa không? Nói mà không chịu nghe, giống y như những gì con thấy. Không có gì chứ, em rót ly nước cho anh uống nha. Đổi chỗ với cô không? Cô làm gì ạ? Anh muốn làm gì thì đúng hơn, muốn lợi dụng sao? Ai cần lợi dụng cô? Cô đổ thau nước tự soi mình lại trước đi. Soi phải không? Sao mà sợ nhanh nhở? Không đánh không được. Cô ạ, ngón tay của người đàn ông lúc nãy đông đưa như vậy, cô đã bị gãy rồi hả? Vậy sao? Thật ra anh ta chỉ sờ trúng váy của tôi thôi, chưa sờ trúng đùi của tôi. Cho nên tôi chỉ bẻ gãy ngón tay anh ta, không bẻ gãy nguyên bàn tay. Ý, cô tìm gì vậy? Để tôi coi giúp cô nha. Ngày đầu tiên tôi đi học, đang tìm coi lớp học ở đâu. Cô học ngành nào vậy? Chương trình thạc sĩ nghiên cứu văn hóa Trung Quốc. Tôi cũng vậy nữa. Chắc chắn là sự sắp đặt của vũ trụ chỉ dẫn của Dương Thăng Đại Sư quả nhiên không sai. Tôi tên là Alisa. Tôi tên là Kiều. À phải, lúc nãy cô nói đại sư gì vậy? Dương Thăng Đại Sư là một linh hồn hướng dẫn có quyền cao hơn chúng ta. Khi khác tôi mới giải thích cho cô biết. Hội mạc ngôn tổ chức ở đây sao? Tôi thích anh ta lắm. Tôi cũng thích tác phẩm của anh ta lắm. Nhưng mà từ đầu ấy vé đã phát hết rồi. Các vị, tôi tên là giáo sư Trương. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giáo sư phụ trách 2 đề tài về văn học phạm tội Trung Quốc và nghiên cứu điện ảnh Trung Quốc. Tôi là trợ giảng của giáo sư Trương, mọi người có thể gọi tôi là Edith. Bây giờ tôi phân phát đại cương giáo trình, hình thức giáo trình với lại quy định lớp học cho mọi người. Thứ nhất, không được tới trễ. Tới trễ 10 phút hoặc là hơn, mọi người có thể về nhà. Bởi vì giáo sư Trương sẽ coi như hôm đó bạn vắng mặt. Thứ hai, không được bấm điện thoại, nhất là Instagram và WhatsApp, với lại coi phim. Nhưng mà lên mạng tra thông tin thì không sao. Thứ ba, làm bài phải cố gắng. Không được nộp trễ, cũng không được nộp thiếu bài. Nếu không thì... Vậy còn ngủ gục? Đương nhiên không được. Có điều giáo sư Trương đang... Không, không ngủ gục. Lúc nãy là tôi đang ngồi thiền. Giống ngủ lắm phải không? Cắn ly. Giáo sư Trương à, quy định của thầy còn dài hơn cả quy định trường tiểu học nữa. Thật ra thì quy định á cũng giống như là thi từ vậy, không chú trọng ngắn dài, mà chúng ta chỉ chú trọng trình độ thôi. Để đảm bảo chất lượng môn học của chúng ta, mỗi một tiết chúng ta sẽ có 2 lần giải lao, mỗi lần là 20 phút. À, tức là như vậy, tức là nếu mọi người cảm thấy 20 phút này là không đủ, muốn có thêm nữa có thể tùy tiện nêu ra, không có sao hết. Nè, những quy định khác mọi người có thể về nhà từ từ tham khảo. Với lại về chuyện bày vở, nếu như gặp khó khăn gì á,
Nhớ là tìm cô ấy nha. Cô sẽ lần lượt giải đáp mọi người. Nếu thật sự không giải quyết được thì mới tới tìm tôi nha. Hơn nữa tuy có nhiều quy định nhưng mọi người đừng nên lùi thùi quá. Quan trọng nhất là có thể tuân thủ. Vậy thì mọi người có thể tọa tam vọng tứ rồi. Sao ông bước xuống cuối lớp vậy? Chắc muốn tạo thêm thiện cảm với sinh viên. Cho nên hôm nay là tiết văn học phạm tội đầu tiên của mọi người. Hay là trước tiên mọi người giới thiệu đơn giản về bản thân mình trước đi. Nói về kinh nghiệm phạm tội của mình. Vậy thì bây giờ bắt đầu từ người này. Được. Tôi chào mọi người. Tôi tên Lê Minh Kiện Ken. Lúc trước là thành viên cửa tạ tuyển Hồng Kông. Thật ra tôi từng sử dụng chất cấm cho nên bị đội tuyển loại ra. Tôi tên Ngô Tuệ Ngôn Lily. Tôi chưa từng được ba cho phép xóa mất hình Caro trong máy di tính của ba. Xin lỗi, cô nói cái gì? Caro. Cái gì Caro? Caro. Tôi không biết làm vậy có được gọi là vi phạm đã phạm tội hay là không thành thật ý đồ sử dụng máy tính. Tôi tên là Hạ Trúc Cơ, tên tiếng Anh là Alisa, là một tội phạm giết người. Hả? Là tòng phạm thôi. Bởi vì tôi từng cùng bạn đi phá thai đó. Tôi tên là Bành Trắc Diệp Alex. Lúc tôi còn nhỏ thì tôi thường xuyên bỏ rác xuống hồ bơi. Có phải hồ bơi quang đường không? Sao cậu biết? Có lần tôi đang bơi đó đã nuốt phải cục rác. Cảm xúc của cậu tôi rất hiểu. Tôi tên Chu Doanh Kiều. Lúc mới tốt nghiệp đã cắn đứt ngón tay của một người đàn ông ở trạm xe buýt. Thôi được rồi, mọi người đã chia sẻ quá trình phạm tội của mình rồi. Vậy thì coi như là ngày hôm nay mọi người có một ít nhận thức đối với văn học phạm tội. Với lại hôm nay cũng đã hết giờ rồi. Trong hồ sơ của mọi người có một quyển sách tên là Lão Tàng Du Ký. Vậy thì mọi người về nhà liệt kê hết những vụ án và thủ đoạn gây án đề cập ở trong đó. Viết bản báo cáo, tuần sau nộp lại cho tôi. Vậy đi. Giáo sư Trương, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ mà. Mọi người nhìn thấy không? Nội dung bài giảng do giáo sư Toàn Quyền quyết định. Học sinh không được lên tiếng. Mọi người có hiểu hay không? Tức là nếu không như vậy á, mọi người làm sao tỏa tam vọng tứ? Đặng Ly!